Theo khoa học phong thủy, màu sắc có vai trò to lớn trong việc hỗ trợ và cân bằng, điều tiết hài hòa quy luật âm dương ngũ hành của con người. Nếu mà biết cách sử dụng các màu sắc sao cho hợp mệnh thì sẽ giúp chúng ta tăng cường các yếu tố thuận lợi và hạn chế những bất lợi ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Chính vì vậy nên là khi mua các vật dụng có giá trị cao hoặc là gắn bó lâu dài với chúng ta thì chúng ta nên cân nhắc kỹ trong việc lựa chọn màu sắc để mà phù hợp với bản mệnh phong thủy của bản thân, để mang đến cho bạn những sự may mắn, thuận lợi trong công việc, tình yêu cũng là cuộc sống. Và đặc biệt là đồng hồ, một cái vật dụng mà các bạn sẽ luôn mang theo bên mình thì các bạn cần phải cân nhắc kỹ hơn nữa. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn 6 mẫu đồng hồ đặc biệt hợp với các bạn mệnh kim và mệnh thủy. Và cũng trong video này luôn, mình sẽ bật mí vài tips để các bạn có thể phối các màu sắc sao cho hợp mệnh phong thủy của mình nhất. Và các bạn mệnh thổ mộc hỏa cũng đừng có buồn nha, vì mình sẽ làm cho các bạn một cái video ở sau. Và chần chừ nữa, bắt đầu thôi. Trong quan niệm phong thủy, chữ kim tượng trưng cho kim khí và kim loại. Chính vì vậy nên là những cái màu như màu trắng, bạc, xám, cánh kim được coi là màu sắc bản mệnh của người mệnh kim. Bên cạnh đó, theo ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, tức là bản chất của kim loại được nuôi dưỡng, kết tinh từ hỗ nhưỡng đất đai. Bởi vậy nên là những cái màu thuộc mệnh thổ như là màu vàng hoặc là màu nâu chính là màu tương sinh với mệnh kim. Chính vì vậy nên là những cái màu sắc này sẽ mang đến năng lượng tích cực cùng với sự ấm áp, giúp cho chủ nhân của mệnh kim được tiếp thêm nhiều sức mạnh về thể chất cũng như là tinh thần. Mẫu đồng hồ đầu tiên mình muốn gợi ý cho các bạn nữ mệnh kim sẽ mang một màu sắc chủ đạo là màu vàng đồng, đến từ thương hiệu Citizen với mã sản phẩm là R020580X. Đối với mệnh kim thì màu vàng được cho là một màu sắc tương sinh tốt nhất, bởi vì màu vàng là một màu thuộc mệnh thổ và nó tượng trưng cho cái sự thành công, dung hòa cũng như là hoàn thiện trong cuộc sống. Màu vàng sẽ mang đến cho gia chủ sự may mắn, tích cực để phát huy tối đa sức mạnh để vượt qua thử thách cũng như là khó khăn. Chính vì vậy, Citizen R020580X với tông màu chủ đạo là màu vàng sẽ là một món phụ kiện không thể thiếu có đồng hành của các bạn trong năm mới. Và đồng hồ có thiết kế thanh lịch với một mặt tròn đường kính khoảng 26,5mm, bao phủ bởi mặt kính mineral có độ bền cao và chống chảy xước khi mà va chạm nhẹ. Và các bạn có thể thấy là mặt đồng hồ được thiết kế tối giản nhưng vẫn mang một nét cực kỳ cuốn hút và không hề nhàm chán một xíu nào. Ngoài ra, đồng hồ còn có khuôn viền được chế tác từ chất liệu thép không chỉ, cùng với dây đeo kim loại vàng đồng, không những mang tính thẩm mỹ cao mà còn bền bỉ với thời gian, rất phù hợp để gắn bó lâu dài với chúng ta. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn nam mệnh kim một mẫu đồng hồ mà các bạn nhất định phải có trong kho tàng phụ kiện của bản thân. Đó là em đồng hồ Elio với mã sản phẩm là ES07101. Mẫu đồng hồ này sở hữu một lối thiết kế nam tính, sang trọng cùng với khuôn viền hợp kim màu xám bạc có kết cấu chắc chắn sẽ bảo vệ tốt mọi chi tiết bên trong. Bên cạnh đó là một dây đeo thép không chỉ, cực bền bỉ trước mọi thời tiết và đặc biệt là dễ lau chùi khi mà bám bụi bẩn. Và sở dĩ mình giới thiệu em này cho các bạn nam mệnh kim vì em nó mang trên mình một tông xám trắng chủ đạo. Đây được coi là một trong những màu sắc bản mệnh của người mệnh kim. Trong phong thủy, màu xám bạc mang ý nghĩa quan trọng đối với những người mệnh kim vì nó đại diện cho sự tốt đẹp trong cung tự tức, tức là con cháu, quý nhân hoặc là quan lộc. Đồng thời, màu xám bạc còn giúp cho những người mệnh kim phát huy tối đa những ưu điểm nổi bật của bản thân, điển hình là sự tinh tế, sâu sắc và sáng tạo. Bên cạnh đó, mặt đồng hồ tròn đường kính khoảng 42mm đầy mạnh mẽ, nam tính được thiết kế vô cùng tinh xảo. Và bên cạnh đó còn có ô lịch ngày sẽ giúp cho các bạn quản lý thời gian của mình thật là hiệu quả. Và mẫu đồng hồ cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn mệnh kim ngày hôm nay đến từ nhà Citizen. Từ trước đến nay, Citizen luôn theo một cái xu hướng thiết kế đơn giản, thanh lịch và luôn chú trọng đổi mới cho các sản phẩm của mình. Và em đồng hồ này cũng không phải là một ngoại lệ. Mẫu đồng hồ nữ Citizen L304012D này sở hữu một mặt đồng hồ tròn đường kính khoảng 31,2mm với tông trắng tinh khôi. Bên cạnh đó, thiết kế đá lấp lánh kết hợp với dây đeo màu da nâu sẽ mang đến một cái nét vừa mềm mỏng, nữ tính mà cũng đầy thanh lịch và huyền bí. Em đồng hồ này là sự kết hợp của hai tông màu chủ đạo là màu nâu và màu trắng. Đây cũng chính là hai màu sắc được cho là tương sinh với mệnh kim, sẽ mang đến năng lượng tích cực cùng với sự ấm áp, giúp cho chủ nhân mệnh kim được tiếp thêm nhiều sức mạnh về thể chất cũng như là tinh thần. Nên là các bạn nữ mệnh kim không thể nào bỏ qua em đồng hồ này đâu nha. Đối với các người mệnh thủy thì họ sẽ thường hợp với các màu sắc như là màu xanh biển đậm nhạt hoặc là màu đen nhất, vì đây là hai màu tương sinh đối với bản mệnh của họ. Và các màu sắc này sẽ giúp cho các bạn mệnh thủy gặp được nhiều may mắn trong công việc, tình yêu cũng như là phát triển một cách thuận lợi nhất trong cuộc sống.
Để mở đầu danh sách các mẫu đồng hồ hợp với các bạn mệnh thủy thì mình sẽ bắt đầu với một em đồng hồ dành cho các bạn nam trước nha. Đây là mẫu đồng hồ Adratica với mã sản phẩm là A8-259-5125VF với một màu sắc không thể nào không nhắc đến dành cho các bạn mệnh thủy. Mẫu đồng hồ này sở hữu một mặt đồng hồ xanh, một màu sắc được cho là cực kỳ tương hợp với những người mệnh thủy, mang đến năng lượng tích cực, rất tốt cho tâm trạng và tinh thần của gia chủ. Bên cạnh đó, màu xanh còn mang đến cho họ sự nhiệt huyết, sôi động và từ đó giúp họ phát huy được tối đa năng lực trong công việc cũng như là cuộc sống. Sở hữu một thiết kế sang trọng và đầy nam tính, mẫu đồng hồ này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để thể hiện uy quyền phái mạnh dành cho các bạn nam. Bên cạnh đó, đồng hồ còn sở hữu mặt kính sapphire có độ trong suốt cao và đặc biệt là rất khó chảy xước khi mà xảy ra các va chạm mạnh. Ngoài ra, khung viền thép không chỉ của mẫu đồng hồ Adratica này cũng vô cùng cứng cáp và có khả năng chịu lực tốt, nên là sẽ giúp bảo vệ an toàn phần lõi bên trong. Đặc biệt, đồng hồ còn được tích hợp lịch thứ và lịch ngày nên sẽ giúp cho các bạn làm chủ được công việc của mình. Và bên cạnh đó cũng có múi giờ thứ hai, góp phần hỗ trợ người dùng quản lý giờ giấc khi mà đi công tác hoặc là đi du lịch nước ngoài. Tiếp theo, dành cho các bạn nữ yêu thích sắc trắng tinh khôi cũng như là sự thanh lịch, em đồng hồ Elio với mã sản phẩm là L03801 sẽ là một món phụ kiện không thể thiếu của các bạn. Mẫu đồng hồ này sẽ mang lại sự may mắn cũng như là tôn vinh vẻ đẹp của các bạn không chỉ trong dịp Tết mà còn cả trong cuộc sống thường nhật nữa. Các bạn hoàn toàn có thể vừa mang đi làm, đi chơi vì em nó có một thiết kế có thể kết hợp linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau. Đặc biệt là các bạn nữ mệnh thủy càng không được bỏ qua. Theo quan niệm phong thủy, kim sinh thủy mà màu đại diện cho mệnh kim là màu trắng. Chính vì vậy nên là các bạn mệnh thủy cũng sẽ vô cùng hợp với những phụ kiện có màu trắng. Người ta thường cho rằng màu trắng tượng trưng cho sự chân thành, tinh tế và khôn ngoan. Chính vì vậy nên là việc sử dụng màu trắng sẽ mang đến cho người mệnh thủy sự nhẹ nhàng, bình yên, may mắn và bên cạnh đó sẽ gặp được nhiều người tốt giúp đỡ. Nằm trong bộ sưu tập mùa xuân năm 2021, đồng hồ Elio L03801 có một mặt kính khoáng monaural đẹp và cực kỳ bền bỉ. Bên cạnh đó, mặt đồng hồ tròn đường kính khoảng 28mm có thiết kế vô cùng đặc biệt. Trên mặt là những đường vân tạo nên điểm rất riêng của em đồng hồ này. Đặc biệt, dây đeo da màu trắng khi đeo sẽ cực kỳ dễ chịu và thân thiện với da tay. Các bạn có thể đeo suốt một thời gian dài vẫn rất là ok, không có xảy ra vấn đề gì cả. Và đây là mẫu đồng hồ mình muốn gợi ý cho các bạn nam mệnh thủy và cũng chính là em đồng hồ khép lại video ngày hôm nay, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Orion. Đây là một em đồng hồ Orion với mã sản phẩm là FAG00003W0. Từ trước đến nay, Orion luôn mang đến những sản phẩm ấn tượng, chinh phục người nhìn một cách nhanh chóng. Đây là một mẫu đồng hồ cơ tự động có độ bền cực kỳ cao. Với em này, các bạn không cần phải sử dụng pin hay là lên dây cót thường xuyên gì cả. Nhìn chung, em này mang trong mình một thiết kế mạnh mẽ, sẽ cực kỳ phù hợp cho các chàng trai theo đuổi phong cách nam tính cũng như là lịch lãm. Sở dĩ mình chọn em này dành cho các bạn mệnh thủy vì sắc đen chủ đạo của em nó thể hiện cho sự mạnh mẽ, quyết liệt cũng giống như tính cách của người mệnh thủy. Ngoài ra, màu đen còn là biểu tượng của sự huyền bí, chân thực, sống động và quyền lực cực kỳ mạnh mẽ. Sử dụng màu đen sẽ giúp cho người mệnh thủy quyết đoán hơn trong công việc và cuộc sống, cũng như là hành động dứt khoát và sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Em này có bộ khung được chế tác từ chất liệu thép không chỉ, bên cạnh đó là một mặt kính monaural lộ máy cực kỳ cuốn hút và được thiết kế dạng lồi nên sẽ làm tăng độ trong suốt, sẽ ít nứt vỡ hơn khi mà chảy xước hoặc là va chạm nhẹ. Nên là các bạn nam có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng em đồng hồ này nha. Và đó là 6 mẫu đồng hồ mà muốn gợi ý cho các bạn mệnh kim và mệnh thủy thì các bạn có thể cân nhắc được trong việc lựa chọn màu sắc hợp với bạn mệnh phong thủy của mình để mà mang đến một năm mới đầy may mắn và gặt hái được nhiều thành công nhé. Và nếu các bạn thấy thích em đồng hồ nào thì mình đã để link bên dưới phần description để các bạn có thể nhấn vào và đặt mua. Và hiện tại thì 6 mẫu đồng hồ này đều đang được bày bán tại Thế Di Động và đặc biệt là đang có sale Tết lên đến khoảng, theo mình tìm hiểu là khoảng 70%, nên là các bạn hãy tranh thủ đặt mua để sở hữu mức giá phải chăng nhất nhé. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn thông báo để ủng hộ những video tiếp theo của tụi mình nha. Và bây giờ thì bye bye.